Chấn động, giới tử vi bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn xác về vận mệnh cuộc đời tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Số mệnh giàu sang, đắc tài phú quý, gặp thời đổi đời cực mạnh, giàu hơn tỷ phú, đúng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống này, ai mà không mong mỏi mình sẽ có được cuộc sống đầy đủ điều kiện, vật chất, tiền tiêu thả ga, ấm no sung túc. Tuy nhiên, thực tế thì không phải ai cũng được ơn trên ban cho may mắn, gặp được quý nhân, vượt qua hoàn cảnh một cách dễ dàng. Có những người đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc, không lối thoát. Nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì, chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi 1959 thân mến, sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cũng như vận trình lưu niên, thì con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2024 tới đây sẽ bước sang tuổi 66, đặc biệt là trong tháng 3, 4 âm lịch với vận trình hanh thông, được cát tinh và quý nhân trợ vận, may mắn liên tiếp kéo đến, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, làm ăn phát đạt, thành công đại lợi. Vậy trong tháng 3, 4 âm lịch có được coi là khổ tận cam lai, mà được ơn trên soi đường chỉ lối, ban cho nhiều cơ hội đổi vận, phát tài, thoát khỏi nợ nần hay không, làm cách nào để hóa hung thành cát, biến năm 2024 là một năm tài lộc sung xuê, tiền vàng nhét chật két. Tất cả những điều đó sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, thời thế đang thay đổi và chúng ta cũng vậy, chỉ là thời thế đang thay đổi quá nhanh và việc đẩy nhanh tốc độ là một chiến lược cần thiết đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, người tuổi Kỷ Hợi sẽ có tương lai tươi sáng, được cát tinh trợ mệnh, mang đến những điều tốt đẹp. Người tuổi Kỷ Hợi có vận may về tiền bạc, nhờ sự sáng suốt và thông minh của mình, đặc biệt, sự nghiệp sẽ mở ra những cơ hội phát triển lớn, nếu nắm bắt tốt sẽ thăng tiến vững vàng và sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Có một câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta thường nghe đó là thay vì đuổi theo ngựa, thà dùng thời gian đó để trồng cỏ. Khi mùa xuân ấm áp, cỏ tùm tốt tươi thì ngựa sẽ theo về. Năm nay, Kỷ Hợi cần phát huy khả năng sáng tạo của mình để nắm bắt các cơ hội trong công việc. Trí tuệ là biểu hiện thực tế của năng lực, đồng thời nó cũng phản ánh cách ứng xử của một người. Người có trí tuệ thông minh luôn có sức hấp dẫn đối với người khác. Và đương nhiên tuổi Kỷ Hợi cần áp dụng điều này vào sự phát triển của mình trong năm nay. Đặc biệt, chất lượng cuộc sống của bản mệnh sẽ được cải thiện nhiều trong tháng 3. 4 âm lịch này, bản mệnh không chỉ gặp được quý nhân che chở mà còn thu được nhiều lợi ích từ sự sáng tạo. Bởi vậy, chỉ cần chăm chỉ làm việc, tạo dựng mối quan hệ tốt và xác định mục tiêu rõ ràng trước khi thực hiện các dự án, thì tài lộc sẽ ùn ùn kéo tới, giàu có vượt bậc trong giai đoạn tháng 3, 4 âm lịch này. Đầu tiên, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Kỷ Hợi 1959 là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, hay còn gọi là bình địa mộc, phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng, với người mệnh nạp âm bình địa một đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối, cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân. Có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống, những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ, dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, chắc chở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm,
hạnh phúc, vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Theo tử vi luận giải, thì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá, nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận, Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa, và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến, họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè, họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ, họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ trồng cây và chăn nuôi, chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác nên họ rất được lòng anh em, bạn bè, họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc, vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế, ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc, tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãn, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Kỷ Hợi 1959 thuộc mệnh mộc, bình địa mộc. Địa mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng. Năm 2024 thuộc mệnh hỏa. Theo học thuyết ngũ hành mệnh mộc của tuổi, tương sinh với mệnh hỏa của năm mộc, thiên can kỷ tương hợp với can giáp.
Địa chi Hợi bình hòa với Thìn, tổng quan lá số tử vi của tuổi Kỷ Hợi trong năm 2024 được đánh giá là rất đẹp. Năm 2024 Kỷ Hợi vừa tròn 66 tuổi âm lịch. Đây là độ tuổi bản mệnh cần sự nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe, hạn chế làm việc quá sức, nên giữ cho tinh thần được thoải mái, đời sống an lạc, vô tư. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện chính của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024, cụ thể như sau. Xét phương diện sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 3, 4 âm lịch. Vận trình công danh sự nghiệp của Kỷ Hợi trong 2 tháng âm lịch này sẽ có nhiều khởi sắc, bản mệnh có thể tham gia vào các lĩnh vực đầu tư nếu có kiến thức tốt và sự tìm hiểu kỹ càng. Công việc trong 2 tháng tới sẽ khá áp lực đối với người làm công, nhưng nếu kiên trì, chăm chỉ làm việc thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả, gia tăng thu nhập. Khi thành công đến, thì cũng không nên hiếu thắng, mà phải khiêm tốn gìn giữ thành quả của mình. Khi gặp thử thách cũng đừng vội nản lòng, chỉ cần bình tĩnh xử lý, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Với người kinh doanh, buôn bán và đầu tư, thông qua những mối quan hệ làm ăn xã giao, bản mệnh sẽ tiếp xúc được với nhiều nhân vật quyền lực, có tên tuổi lớn trong lĩnh vực đang làm. Bản mệnh có thể học hỏi được nhiều điều mới mẻ, mở mang tầm mắt và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thông qua những lần tương tác này. Bằng cách này, danh tiếng sẽ được nâng cao hơn nữa, cô bác có thể lên được một vị trí vững chắc, tiến xa hơn trong sự nghiệp. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 3, 4 âm lịch. Tài lộc trong 2 tháng này có phần kém sắc hơn so với năm 2023, khó hứa hẹn bước phát triển lớn nào trong thời điểm này. Trong năm có chính tài trợ mệnh, Kỷ Hợi nên tập trung làm công việc chính để duy trì các nguồn thu chính. Không nên quá vội vàng trong việc đầu tư kinh doanh, kẻo dễ rơi vào cảnh thua lỗ, hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, cô bác sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn với lãnh đạo. Đối tác cũng khiến cho hiệu suất công việc sụt giảm, một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng, bản mệnh cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình. Như vậy, thì bản mệnh vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng dưới sự phù trợ của chính tài. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bản mệnh có thể bắt tay vào những công việc làm thêm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô bác phải cân bằng được với các công việc chính, dù muốn làm giàu đến mấy, cũng chớ nên ôm đồm nhiều công việc, kẻo khiến cơ thể mệt mỏi, mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được. Với người làm kinh tế, việc kiếm về lời lãi có thể trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước đó. Hung tinh vong thần khiến cho các kế hoạch gặp trục trặc liên tiếp, con giáp này có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại lúc nào không hay. Do đó, cần cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Nếu có ai đó rủ rê đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để kiếm lời nhanh chóng, thì cần hết sức thận trọng, không có món hời nào từ trên trời rơi xuống. Chỉ có những cái bẫy găng sẵn chờ cô bác rơi vào mà thôi. Tiểu hao cũng cho thấy, trong tháng 3, 4 âm lịch này, Kỷ Hợi còn phải tốn kém nhiều tiền bạc cho các hoạt động xã giao hoặc thú vui mua sắm của mình. Các khoản xã giao là không tránh khỏi, song cũng phải cân đối chi tiêu, tránh mua sắm lãng phí. Nếu có thể giảm bớt được số lần tụ tập, giao lưu thì nên giảm bớt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 3, 4 âm lịch. Là người lớn tuổi trong gia đình, Kỷ Hợi luôn cư xử đúng chuẩn mực, sống đức độ để làm gương cho con cháu. Đây cũng là lối sống tạo nên truyền thống văn hóa cho gia đình. Trong 2 tháng này, Kỷ Hợi sẽ đón nhận những niềm vui bé nhỏ trong gia đình. Các thành viên trong nhà càng đoàn kết, gắn bó bao nhiêu thì gia đạo thịnh vượng bấy nhiêu. Nếu có mâu thuẫn xảy ra thì hãy nên lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện thì sẽ được êm xuôi, tốt đẹp, gia đạo hài hòa. Nhờ có được các tinh hồng loan soi chiếu, cũng đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, nhân duyên của bản mệnh khá vượng, cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có. Bản mệnh thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Điều quan trọng là cô bác phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó. Còn nếu cứ khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì quan hệ cũng vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 3, 4 âm lịch. May mắn là Kỷ Hợi không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng trên phương diện sức khỏe, cô bác hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục,
thể thao thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Nếu gặp phải chuyện gì căng thẳng trong cuộc sống, đừng quên chia sẻ với những người đáng tin cậy xung quanh mình. Như vậy thì cô bác sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong thời điểm này, vẫn có lúc bản mệnh mắc bệnh, nhất là khi giao mùa hoặc khi có dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hầu như không mắc bệnh nghiêm trọng. Với người mắc phải bệnh mãn tính thì nên tuân thủ theo lời căn dặn của bác sĩ. Nếu thấy chữa trị chưa hiệu quả thì cũng chớ nên quá sốt ruột, bởi có thể công hiệu của thuốc sẽ phát huy từ từ. Cô bác chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, bình tĩnh chữa trị thì ắt sẽ thấy khỏe mạnh hơn. Tiếp sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết hung cát từng tháng âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, cụ thể như sau. Vận trình tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Về cơ bản, tháng 3 âm lịch không phải là thời điểm thuận lợi với Kỷ Hợi. Bản mệnh gặp nhiều điều không như ý trên nhiều phương diện của cuộc sống như sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên. Vì vậy, cần phải thay đổi thái độ sống tích cực hơn, đồng thời chú ý cách nói năng, hành xử của mình để không vướng thêm vào nhiều chuyện rắc rối. Nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy trạng thái tâm lý thiếu lạc quan của Kỷ Hợi. Bản mệnh thích tự giải quyết công việc một mình, chứ không muốn cởi mở, kết giao với người khác. Những suy nghĩ không tích cực khiến bạn dễ lâm vào ngõ cụt khi vướng phải khó khăn. Tháng này cô bác cũng thường xuyên mắc phải bệnh vặt, dù không nghiêm trọng nhưng có thể sẽ kéo dài, gây hao tiền tốn của, thân thể mệt mỏi, không có hứng thú bắt tay vào công việc. Vì vậy, cô bác cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đồng thời ăn uống và sinh hoạt điều độ, không sa đà vào những thú vui không lành mạnh. Vận trình tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi bước vào tháng 4 âm lịch sẽ trải qua một tháng có xu hướng đầu tư và mở rộng công việc kinh doanh. Mặc dù ban đầu có phát từ việc tiêu pha tiền bạc, nhưng bản mệnh sẽ gặp được quý nhân tương trợ. Tuy nhiên, trong mặt gia đình tháng này có thể đối mặt với một số khó khăn và tranh chấp, gây ảnh hưởng đến tình cảm và sự hòa thuận trong ngôi nhà, sức khỏe cũng không được thuận lợi. Tiếp theo chương trình sẽ là bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 3, 4 âm lịch năm 2024. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Kỷ Hợi. Theo sao chiếu mệnh trong năm 2024, Kỷ Hợi nữ mệnh gặp sao Mộc Đức. Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bán buôn vốn một phát mười. Nam môn rộn rã nụ cười ấm no, Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn về cả tinh thần cũng như vật chất sau này. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai tấn hiện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Tiểu kết, vấn đề duy nhất cần lưu ý trong năm là chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại, làm việc, đề phòng bệnh về xương khớp. Nữ mệnh Kỷ Hợi năm 2024 may mắn được các tinh chiếu mệnh. Đời sống tinh thần trong năm nay có sự cải thiện đáng kể, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tuy vậy, hạn tam kheo nhắc nhở bản mệnh nên giữ sức khỏe của bản thân. Năm nay chỉ duy trì những công việc nhẹ nhàng, thảnh thơi, thời gian còn lại hãy tu dưỡng tâm tính, cải thiện đời sống tinh thần để được sống an lạc, hạnh phúc. Phương diện gia đạo sẽ đón nhận nhiều tin vui tích cực, có thể là đón thêm thành viên mới hoặc gặp lại người thân phương xa, quây quần bên con cháu, được quan tâm, chia sẻ là niềm hạnh phúc tuổi già. Đối với nữ Kỷ Hợi, cách tăng cát khí của sao Mộc Đức. Theo phong thủy năm 2024, sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc, phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc, càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên, đen lâm bảo, ngọc lam. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá. Về tinh thần, bản mệnh nên hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng,
Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Kỷ Hợi 1959. Xem tử vi trong năm 2024, tuổi Kỷ Hợi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Thủy Diệu là một sao trung tinh, mang cả tính tốt và tính xấu. Năm có sao này chiếu thì tài lộc dồi dào, làm ăn buôn bán thuận lợi, trong nhà có chuyện vui mừng. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh nên cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, Kỷ Hợi nam mệnh gặp hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc, khi đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Riêng với hạn này, nếu có ốm đau mà làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Tiểu kết, được trung tinh chiếu mệnh, báo hiệu các phương diện cuộc sống của Kỷ Hợi nam mệnh trong năm 2024 duy trì bình ổn. Công việc làm ăn thuận lợi, kinh doanh buôn bán gặp may mắn, trong nhà có chuyện vui mừng, tuy nhiên, có điểm thị phi đeo bám, cẩn thận lời ăn, tiếng nói, kẻo bị đàm tiếu sau lưng. Bên cạnh đó, hạn thiên tinh nhắc nhở, bản mệnh nên cẩn trọng với các vấn đề về sức khỏe, không nên chủ quan. Dù là những dấu hiệu bệnh vặt do thay đổi thời tiết thì cũng nên đi khám định kỳ để nắm rõ tình trạng cơ thể mình. Năm nay cuộc sống của nam tuổi Kỷ Hợi được hạnh phúc, bình an. Nếu bản mệnh biết quý trọng sinh mệnh, hài lòng với thực tại, chỉ cần duy trì được trạng thái tích cực, lạc quan thì mọi chuyện sẽ được thuận lợi. Cách hóa giải sao Thủy Diệu. Theo phong thủy năm 2024, đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ vì ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy ngọc lục bảo, thạch anh linh khổng tước, dùng màu sắc phong thủy. Bản mệnh nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta, để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa, tu tâm làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, cũng là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, bản mệnh Kỷ Hợi nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn giúp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đen vượng sự nghiệp. Màu đen giúp Kỷ Hợi trở nên nghiêm túc, nỗ lực, lăn xả hết mình, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhờ vậy mà bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khi khó khăn, ắt có quý nhân hoặc người thân quen giang tay giúp đỡ. Màu đỏ cam vượng tài lộc. Hai màu này giúp bản mệnh duy trì được sự tập trung khi làm việc, bình tĩnh trong việc đầu tư, kinh doanh, từ đó có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến nhiều người phải khâm phục. Màu xanh dương vượng tình duyên. Thực tế, bản mệnh thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng trong năm này. Nếu sử dụng màu xanh dương thường xuyên, thì trong các buổi gặp gỡ, bản mệnh sẽ gây ấn tượng tốt đẹp với người khác, tạo thêm cơ hội nên duyên với người như ý. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi là đỏ nâu, vàng tươi. Hai màu này khiến Kỷ Hợi khó duy trì được đầu óc tỉnh táo, thường xuyên ảo tưởng, từ đó dễ vướng phải những chiêu trò lừa gạt của đối thủ, dẫn đến cảnh hao tài tốn của. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng sẽ thường xuyên hành xử một cách độc đoán, bắt buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Để đem lại may mắn và bình an về nhà, tuổi Kỷ Hợi 1959 nên thỉnh mặt Phật bản mệnh của mình, đó là Phật A-di-đà, Ngài là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Phật A-di-đà giúp tuổi Kỷ Hợi gặp may mắn,
bình an, hóa giải vận hạn. Ngài phù trợ cho bản mệnh có trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường, gây dựng cơ đồ và hưởng đời an lạc. Phật bên cô bác độ trì cho cô bác để tránh tiểu nhân hãm hại. Nếu có khó khăn thì có thể vượt qua, hướng đến sự nghiệp phát triển hơn, con đường rộng mở và tốt lành hơn. Vâng, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý khán giả thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.